Đồng chí Giang, đồng chí Giang, có nhà không? Ủa, sao lại là anh Trương Thuận? Có chuyện gì vậy? Nhanh lên, đi với tôi đến trạm xá xem nào. Bảo căn bị sốt rồi. Cứ run lẩy bẩy mãi. Con y tống bảo tôi đến tìm cô đấy. Thế tiểu anh đã hết sốt chưa? Tiểu anh hết sốt rồi. Nghe nói đêm qua còn sốt cao lắm. May mà uống thuốc thanh hào tố của chị mới khỏi. Rồi sau đó? Sau đó sao? Thuốc thanh hào tố đã hết rồi không khí như là chưa hết đâu chỉ là ở trạm xá không chỉ có quân y tống còn có một chuyên gia từ bắc kinh đến ông ấy khuyên không nên dùng thanh hao tố nên quân y tống mới bảo tôi đến tìm chị ồ oh, còn có cả chuyên gia từ bắc kinh nữa cơ à đơn vị các anh đúng là long trời lời đất thật là người ta mở mang tầm mắt quá này đồng chí giang chị cứ đến xem trước đi được vậy đi thôi cậu tin lời một bà vợ lấy nhà thanh hao tố gì chứ chưa từng nghe bao giờ đây chỉ là trẻ con bị cảm sốt thôi cho uống nửa viên ăn ăn gân là hạ sốt ngay liều lượng cũng cao đấy đồng chí Ô, đây không phải chuyện đùa đâu, đồng chí Giang nói đây là sốt rét ngày thứ ba. Hơn nữa, tôi thấy triệu chứng cũng giống sốt rét ngày thứ ba lắm. Cháu đã sốt gần 40 độ rồi, không thể chần chừ nữa. Dùng thanh hao tố đồng chí Giang để lại đi. Vậy nhanh lên, hạ sốt cho cháu bằng phương pháp vật lý đi. Lúc này rồi, còn đắn đo gì thanh hao tố nữa, mau vứt đi. Đừng tin mấy bài thuốc dân gian, phải tin vào khoa học chứ. Giang ôn huyền nhặt thanh hao tố lên, bước đến trước mặt quân y Ngô. Cô là ai? Tránh ra, đừng cản trở tôi cứu bệnh nhân. Tôi chính là người đưa ra thanh hao tố đây. Ông chắc là đang cứu bệnh nhân, chứ không phải đưa họ đến cửa tử thần đấy chứ? Một bà vợ lính Cô biết gì chứ Tôi là giáo sư được điều từ đại học y Bắc Kinh về đây Tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này Cô mau ra ngoài đi Đừng có làm loạn ở đây Giang ôn huyền quay người bỏ đi Cô ghét nhất một loại người Đó là những chuyên gia chỉ biết đưa ra lời khuyên Mà không quan tâm đến sinh mạng người khác Cứ khăng khăng với phán đoán của mình Đồng chí Giang Chị thật sự muốn đi sao Tiểu anh hết sốt là nhờ thanh hào tố của chị mà Chỉ là chuyên gia ngô không tin Ông ấy khăng khăng với ý kiến của mình Lỡ như bảo căn không qua khỏi Dù sao cũng là một mạng người mà Liên quan gì đến tôi Thuốc tôi đã đưa ra rồi Các anh không dùng Không thể trách tôi được con về bảo can cứ nghe theo số phận vậy ôi đồng chí giang à đồng chí giang à chị nghĩ kỹ xem đó cũng là một mạng người mà chị thật sự nỡ lòng sao chết tiệt phiền quá đi thôi đồ vợ lính ngu dốt cô quay lại làm gì đừng tưởng có cái giấy phép hành nghề ở vùng quê mà tự cho mình là ghê gớm tôi nói cho cô biết đây là chuyện sinh tử tôi tốt nghiệp đại học y bắc kinh có kinh nghiệm lâm sàng phong phú <laughs> Ái cha, đồ vợ lính man dợ này Sao cô dám đánh người Giang ôn huyền không thèm để ý đến ông ta Đi thẳng đến một bên Lấy ông tiêm Khử trùng thanh hao tấu bằng cồn Chuẩn bị ông tiêm Cô định làm gì với đứa trẻ đó Cô làm vậy sẽ hại chết nó đấy Tôi sẽ tố cáo cô Tránh ra, canh chừng ông ta Đừng để ông ta lại gần Giang ôn để nói với Trương Thuận Rồi chuẩn bị tiêm cho Bảo Can Cô, cô thật sự có thể cứu được Bảo căn không? Cô không cố ý hại chết con tôi chứ Nếu tôi không muốn cứu nó Thì đã quay lưng đi rồi Nhưng tôi khuyên cô sau này nên đối xử tốt với anh tử Nếu không, xem trời có trừng phạt cô không Mà lấy lại đứa con của cô Tôi sẽ đối xử tốt với anh tử Câu trời phù hộ cho Bảo căn nhà tôi bình an vô sự Đừng có chuyện gì xảy ra Ôi, đau quá Cô vợ lính này, can to thật Cô dám tự ý dùng thuốc cho bệnh nhân Cô có biết làm vậy là có thể gây chết người không Tôi sẽ tố cáo các người tội coi thường mạng sống Tôi tuyệt đối không để yên chuyện này Quân y ngô, 3 năm trước Bác sĩ đồ đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng Về hiệu quả của chiếc xuất thanh hào trên đảo Hải Nam Ông không biết điều này mà còn tự xưng là chuyên gia Ông là chuyên gia hài hước à Điều đó liên quan gì đến các người Thanh hào tối trong tay cô từ đâu mà có Tôi nghiên cứu ra, ông có ý kiến gì Cô chờ đấy, tôi sẽ gọi điện cho quân khu Tôi sẽ tố cáo cô lạm dụng thuốc Gây ra cái chết của một mạng người để xem anh huyền rủ con tôi con tôi sẽ không sao đâu các người tôi nhất định sẽ gọi điện cho quân khu cô vợ lính ngu rớt cũng có thể tự ý dùng thuốc tình trạng này phải chấm dứt giang ôn liền lại bắt mạch cho bảo căn sốt đã dần hạ mạch đập ổn định trở lại sau này phải chú ý vệ sinh đồ ăn đã qua miệng người khác đừng móc ra cho con nhà mình ăn nữa nếu không tình trạng này sẽ lại xảy ra mặt gì tống đỏ lên tôi biết rồi không lâu sau bố của chu đau đầu nghe tiếng ồn nào trong điện thoại cúc máy xong đi kéo ông giáo sư mua kia đi trả về nhà máy dược sư trưởng nhà máy dược cũng không chịu nổi ông ta nên mới cố ý để ông ta đi khảo sát thực ra là không muốn ông ta ở đó họ không muốn tôi lại muốn à coi chỗ này là gì rõ thưa sư trưởng mười mấy ngày sau em gái chị và mấy chị em ở khu gia đình định đi, đi lên huyện em có đi không đi chứ em đến đây lâu rồi mà chưa đi dạo đâu cả sau đó mấy người lên xe đi lên huyện các chị định mua gì à Cô đi mua đồ của cô đi, đừng theo bọn tôi Bị từ chối thẳng thường như vậy Chị Tống đành quay đi Tự đi mua đồ khác Chị dâu, cũng chưa rồi Chúng ta đi ăn ở nhà hàng quốc doanh đi Đi gì, thử bánh tôi làm đi Có thêm hành lá đấy Chúng ta ngồi bên đường ăn Tôi còn có nước đây Ăn ở nhà hàng quốc doanh tốn mấy đồng, không đáng đâu Tôi cũng có, nước, tôi cũng mang theo bình nước À, tôi còn có bánh bao nữa Tưởng chị muốn đi ăn ở nhà hàng quốc doanh Nếu chị không đi thì tôi cũng không đi Đúng, không đi nhà hàng quốc doanh Chúng ta ngồi bên đường ăn bánh bao, bánh mì là được rồi Đi nhà hàng quốc doanh tốn tiền lắm Chị dâu, chị tiết kiệm thật đấy Lương của anh nữa nhà chị không thấp Lại mới được thằng chức chính ủy, lương chắc lại tăng rồi Nhà anh ấy còn có em trai đang học cấp 3 Và một em gái sắp lấy chồng Nhà tôi cũng có em trai sắp cưới vợ Chỗ nào cũng cần tiền Không phải nói, em và Chu Danh thật tốt À, nhà em còn ai nữa không? Không còn ai, mẹ tôi tái hôn Và sinh thêm một đứa con trai Ông ấy không quan tâm đến tôi và tôi cũng không cần quan tâm đến ông ấy Vậy thì cuộc sống của các em thật là tốt quá Đúng vậy, hai người ngồi bên đường ăn bánh mì và bánh bao Giang ôn liền bỗng nhiều mắt lại Thấy một bóng dáng quen thuộc Nhà mình điều kiện thế nào cô biết rồi Còn đòi đi ăn ở nhà hàng quốc doanh Rốt của cô là ai Cô chỉ là một phạm nhân cải tạo ở nông trường Nếu không phải tôi cưới cô Thì giờ cô vẫn phải làm việc cực nhọc để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người hãy subscribe cầu giáp và cày view hoặc đầu nét cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.